Hai, ok, chào tất cả anh em đã quay trở lại video của mình nhé. Mời mình là Nhân đây. Ok, thì hôm nay trên màn hình anh em là cái nick rất là VIP, rất là VIP. Thì hôm nay đây là nick nào? Đây là ID của ID Kakagot, Kakalot. Nick mà anh còi mượn, nick anh còi đi dùng để đánh nha, võ đài. Nick đánh gì ta? Võ đài Lý Siêu Hạng, ok. Thì nick này với sức đánh là chùm server 2 nha anh em. Một sức đánh chùm server 2 thì là 580k sức đánh. Hôm nay thì cho nick đã lên được hai món 7 sao nữa. Là hai món là món này và món này đó chính là găng 7 sao và cái giày 7 sao. Thì được hai món 7 sao nha anh em. Hôm nay mình sẽ xem nick đánh được nhiều, hôm nay mình sẽ test sức đánh cái đã. Ok, đây là đã có cuồng nộ và bánh rồi, mình sẽ tách hợp thể ra. 558 sức đánh. Nó vẫn còn thiếu gì không ta? Còn thiếu gì không trời? Để ta xem coi. Ta nhớ 580k mà. 558 ngày sức đánh chùm xếp 2 nha anh em. Đây thì hôm nay sẽ sao đầu qua cái đã. Đây để ra 50 tỷ, sư phụ 50 tỷ nha anh em. Đây, ít hai găng 7 sao. Găng đệ tử thì VIP hơn. Găng đệ tử VIP hơn. Nhưng mà không mặc được găng đệ tử cho sư phụ. Ngộ mày. À đúng rồi. Đây phải thật, con đệ thì 148 ngày sức đánh nha anh em. Thì skill là full 7. À xài đồ một set 6 sao thôi, được cái găng 7 sao. Quả thật, quá kinh khủng. HP đệ là 649k. Sư phụ hợp thể với là mặc cái trang lại là nó sẽ thành lại. Rồi ok, 558 ngày sức đánh. Châu con mẹ nó bò, hôm nay mình có kêu đại ca 8B qua để test sức đánh một tí nha. Đâu, bỏ quyết ra đi vô. Thỉ lên mày, thỉ lên. Thì hôm nay nội tại của nó là dịch chuyển 147 chấm sát thương nha. 147 sát thương. Ok, hôm nay mình sẽ thách đấu với nó. Thách đấu chứ không bắt cậu không. Hôm nay đứng yên cho ta đánh nha. Đây, hôm nay mình sẽ thách đấu. Rồi ok, thì hôm nay mình sẽ trưởng cao mày thử một cái nha. 2 chữ tư hết bê. Chắc là nít mày chắc cao quá mày. Ờ, 2 chữ tư hết bê. Một phát là 2 chữ tư nha nè. Đây 2 chữ 2 nó chung mọi trung bình trên 2 triệu. Còn mình sẽ để ta sẽ chết lại. Này thôi. Rồi đây, chuẩn phát. 4 triệu rưỡi, chí mạng 4 triệu rưỡi. Thách tạo lượng đi em. Thì đấm thường một phát là 850k. Vãi thật, kinh thật. Quýnh 6 biến thủy đi, quýnh 6 đi. Thì Thiền Dương nó đang hỗ trợ mình làm clip nha. Anh còi, hiện tại anh còi đang đi công chuyện coi. Ok, nick rất là VIP. Nick trái đất chùm xe 2 nha em. Chùm xe 2 nha em. Ok, thì xe 2 không có nick nào VIP mà như thế này. Mày tháo cái trang được ra ra. Không tháo được, tháo. Ok, thì hôm nay mình sẽ test ra. Đây, trước tiên mình sẽ 42 chữ B lên phải không? 42 chữ B mình sẽ dịch chuyển thẳng phát. 7. Đây, mày dứt xịt rồi, đấu sách. Sao xịt đi, mày tháo cái trang ra đi. Ok, ok. Ok. Thì mình sẽ đợi lại cho ấy đi. Đây là nick của tính nó chó. À, dịch chuyển thầy. Cao ơi, 7 triệu 7. Quá cùi. Hôm nay mình xem quả cầu kinh khí. Để cầu kinh khí phải test hết được. Ủa? À, thì ra là hết item, hết item. Không sao, cái này là mình nhầm lẫn nha anh em. Có chút nhầm lẫn rồi. 558k, quá trâu. Rồi mình sẽ gắn skill 3 vô đây đi. À. Ủa, không chiến mạng gì? Kỳ gì? Bị thế, bị gì thế? Ok, thì nít thì rất là VIP, 558 sức đánh. Cái găng của dịch 7 sao, cái giày 7 sao. Trời ơi, nó phê. Phê bãi cứt. Dịch chiến thầy là chết đi, 11 triệu HP. Đậu xanh trưởng người 11 triệu HP nha em. Nếu mà trưởng quái thì sẽ tăng hơn. Nếu mà khu đông người thì trưởng hơn đó. Bây giờ mình sẽ đứng yên cho tao đây, quá cầm khí chưa. Các bạn luôn đi. Sao tụt HP rồi? À, quên, mình trưởng 11 triệu HP, quá dữ. Đây, các bạn đi, lượng đi. Thằng Dương này, đây là Dương đứng kế mình nhé. Ở kênh YouTube đó là Dương MT. Nó đang được 25.000 sub và anh em hãy ủng hộ nó lên 30k sub nha. Đây, 21 chạy qua mình xem quả cầu khí xem được bao nhiêu nha anh em. Ai? Trời ơi đẹp. Vô. Ủa sao kỳ vậy? Có sao chịu vậy? Ui phải cứt. Hôm nay mình sẽ đập nó chết luôn nha anh em. Thì hiện tại hết kỳ mình sẽ thách thực thể rồi đã. Quá dữ. Thì con đệ là đệ xây gian nha em, chứ không phải đệ trái đất. Nếu mà đệ trái đất thì mặc cái găng này chắc là sức đánh cao hơn nữa. Cái găng 18k. Đây, hai con thỏ. Nếu sức đánh chùm xe 2 nha anh em. Ồ, một chết nhắc luôn. 12 triệu 5 12 triệu 5 HP. Kinh khủng, hôm nay nó sẽ tái sinh. 5k
bật cờ đi, bật cờ đi. Bật cờ đi, tao muốn mày bật cờ, tao tặng cờ hồng cho. Cờ hồng rất là đẹp, nữ tính, ok. Đây, thì mình sẽ đá cờ Ken một cái nha. 1.2 cái hả? À, quá đá Ken, 3.2 rồi, mình sẽ thử mặc cái áo này xem nha. Áo này là áo của nó ép. Thì cái áo là áo 25% cơ, hút HP 500% y. Đúng không, dân chơi dưới đất có khác. Đúng là có khác. Sinh ra thì chỉ còn 500k thôi, nhưng mà nó được đổ hút. Kìa, à, kinh khủng mày. Vãi vãi. Cái gì mày đi mày vậy? Mày đừng ăn ép sên. Ý là ăn ép sên mình đắp một phát chịu mấy nha nè. Đậu xanh mày ăn ép sên làm gì? Phải thật. Đúng là chậu thiệt anh em ơi. Bây giờ nếu mà đánh con nào thì cũng chết thôi. Đậu xanh thì hôm nay mình sẽ về nhà xem lại còn những gì nha anh em. Với dưới đất 558 cái sinh ra này. Mình lưỡi mỏi miệng luôn. Thì Nick thì Nick cũng khá là bình thường thôi, cũng có cái trang huyết nè. Hôm nay mình sẽ sâu hết cái trang cho anh em nè. Một cái trang Dragon nè. Cái trang này ra là hút máu nè. Ma bư bui bui sơn ba bui 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 Dracula có ít 99 thạch anh tím dùng cái đập găng nhá. Thôi nó chửi chết ba. Ờ, cái trang viết 10k ngọc luôn ư. Ghê, nếu này cũng khá là viết. Có cả cái trang quy lão tiên sinh nữa anh em ơi. Avatar viết vân vân cái kiểu. Thì nếu này không có mặc đồ quý việt nha. Tại sao nó không mua đồ quý việt mặc mày? Phải mua đồ cho đẹp. Ơi nó chán sống, nó chưa biết sức gà. Em ơi, em đang làm gì đó? Chết ngắt. Trời ơi, một khoái một. Đấy chết đấy kìa. Nó kìa lại. Ôi, một cái thấy như người sang. Một em phải làm. Ôi rồi, thằng chó dưới đất này. Nó đang chơi mình, nó đang chơi mình. Mình hát chiều 7 em bơi lần. Ờ. Tao chấp mày luôn, tao chấp. Chấp phá mày. Ở đây nè. Đạt khiên. Chết ngắt. Tuổi lầu, ok, tuyên bố tuổi lầu. Trời ơi, hồi sinh đi bạn. Hồi sinh đi em. Ờ, nói lại về nha. Tuổi nè, trời ơi, chưa kịp cam ơi, một phát nữa nè. Nam hết nè, gặp thần diện thần. Đó, trên gắt luôn mất tiêu cái sạc luôn mà. Đệ tử, cạo phiếm nè. Đệ tử, nè, cái gì? Một con ly à? Bằng ly tối gì vậy? Thích thư lô luôn à? Ôi đậu xanh 9:47 rồi. Thôi, ok. Thì chào tất cả anh em.
Cảm ơn tất cả anh em đã xem video tiếp theo. Video này của mình nha. Thì video này mình chỉ mượn nít thôi. Ok. Thì mình review một con hàng siêu phẩm ở Server 2. Trái đất chùm sức đánh Server 2 nha. Anh em biết like chết mẹ đi. Cảm ơn tất cả anh em nha.